Đã theo dõi video trên kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Phan Anh, PA có nghĩa là Phan Anh. Vâng. Và video này thì tôi sẽ hướng dẫn cơ bản các bước để chạy quảng cáo trên nền tảng Telegram. Nền tảng Telegram là một nền tảng mạng xã hội tin nhắn. Vâng, với những cái loại nhắn tin mã hóa và tương đối là riêng tư. Các cái thông tin của người tham gia trên nền tảng này thì không bắt xác thực là phải làm cái danh tính nó chính xác, giống như là Facebook người ta sử dụng tên thật, hoặc là bắt xác minh danh tính rất là kỹ. Thì hiện nay Telegram có khoảng 1 tỷ người sử dụng trên toàn cầu mỗi một tháng, là một trong những cái nền tảng nhắn tin và tạo ra các kênh, các nhóm rất là hot và rất là thích hiện nay. Thế thì nếu như mà các bạn có thể là đưa khách hàng của mình vào trong các cái nhóm và các cái kênh để mình phát triển, để mình chăm sóc, để mình tiềm năng, hoặc là mình trao đổi thông tin cho công ty hoặc là cho công việc của mình. Và rất nhiều những cái công việc nó tương đối là thú vị, chữ thú vị tôi để trong ngoặc kép, thì nó có ở trên Telegram này. Và giống như các nền tảng khác thì hiện nay Telegram đã cho phép chạy quảng cáo. Vâng, tuy nhiên hình thức quảng cáo của Telegram thì vẫn còn đơn giản và cách thức chạy thì cũng khá là khó khăn. Nó không dễ như là Facebook hay là Google hay là YouTube hay là TikTok. Đấy. Thì năm ngoái cũng ở kênh PA Marketing tôi đã làm một cái video từ năm 2023 hướng dẫn về Telegram ở dạng demo. Thời điểm đó Telegram chưa chạy beta, mới chạy demo thôi. Còn bây giờ nền tảng quảng cáo của Telegram là bản beta. Vâng, đây bây giờ là 10 giờ sáng ngày 30 tháng 7, ngày 30 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Vâng, ok, thì tôi làm cái video hướng dẫn cơ bản cho các anh chị và các bạn sử dụng Telegram chạy quảng cáo. Thế thì tại sao nên dùng cái kênh này, đúng không? Thứ nhất là kênh này rất tiềm năng. Đấy, rất nhiều những cái nhóm khách hàng đặc biệt cũng trong ngoặc kép, các anh chị là đang ở đây, những cái ngành hàng, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà ở những cái nền tảng khác nó không thể làm được, hoặc nó không thể có, hoặc là làm nó không tốt bằng, thì Telegram nó lại làm rất là tốt, đúng không? Đấy, nó có đầy đủ những cái tính năng hỗ trợ cho chúng ta trong công việc khá là thuận lợi. Và hãy trở thành người tiên phong, hãy trở thành người dẫn đầu thị trường bằng cách là chạy quảng cáo Telegram Ads. Và nếu như các anh chị cần thuê dịch vụ chạy, cần thuê dịch vụ đào tạo cho đội ngũ nhân viên của mình sử dụng kênh này một cách có hiệu quả, ví dụ như là tạo profile như thế nào, để xây kênh như nào, tạo group thế nào, thu hút khách hàng như thế nào, thì có thể liên hệ với tôi, hoặc là đào tạo hướng dẫn về chạy quảng cáo, đúng không ạ? Những cái video này thì tôi chỉ hướng dẫn cơ bản thôi. Vâng, thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0989 623 888. Vâng, Zalo cũng cái số này luôn. Vâng, và tất nhiên đã đào tạo, đã tư vấn, đã hướng dẫn là các anh chị vui lòng trả phí. Tôi sẽ báo phí cho các anh chị. Vâng, thế thì để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ trình duyệt web là ads.telegram.org, hoặc là chúng ta Google search, đúng không? Là Telegram Ads là xăm. Ok, chúng ta vào đây. Thì chúng ta nhìn thấy ở chỗ này, đây là một cái mẫu quảng cáo nhìn trông sẽ như thế này. Quảng cáo của Telegram hiện nay tháng 7, tháng 8, đúng không? Tháng 8 năm 2024. Nó mới chỉ có một định dạng duy nhất, đó là định dạng quảng cáo văn bản. Định dạng quảng cáo văn bản. Và nó sẽ chèn một cái quảng cáo văn bản trong những cái luồng tin nhắn ở trong group, trong kênh của các anh chị đang sinh hoạt. Đó. Và nó chỉ hiển thị như vậy thôi. Có thể click, có thể truy cập vào web, có thể đổi sang kênh. Như thế nào đấy là mục tiêu quảng cáo. Và quảng cáo của Telegram thì tương đối là đơn giản. Đấy, tương đối là đơn giản. Vâng. Cái điều mà khó đối với Telegram đó là chúng ta
phải sử dụng một cái đồng tiền kỹ thuật số, tiếng Anh gọi là cryptocurrency, đó là đồng Thon, T-O-N, Thoncoin, để thanh toán nha. Không dùng thẻ Visa, thẻ Master, đấy, không dùng các cái phương thức thông thường mà là dùng đồng Thoncoin, được chưa ạ? Thế thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập vào đây, đúng không? Chúng ta đăng nhập vào, chúng ta nhập cái số mà chúng ta đang sử dụng mà vào kênh Telegram của chúng ta. Đấy. À vâng, chúng ta phải sử dụng cả mã quốc gia nữa, cộng 84 nếu ở Việt Nam. Rồi, thế sau đó thì Telegram nó sẽ gửi cho chúng ta một cái tin nhắn xác nhận qua Telegram. Đấy. Tôi đang cầm điện thoại, vâng, để đợi. Đó, Telegram họ sẽ báo một cái tin nhắn như thế này, một cái tin nhắn xác thực như thế này. Thì mình vào đây mình bấm confirm. Đó, sau khi mình bấm confirm thì trên máy tính các bạn cũng nhìn thấy là vào được rồi, được chưa? Thì đây là cái giao diện gọi là trình quản lý quảng cáo của Telegram. Nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Và ngân sách ở đây của tôi đang là 0 đồng và 0 Thoncoin. Cái logo hình cái chữ T kim cương này này là đồng Thoncoin. Ton tiếng Anh hay là tiếng Việt là tôn ấy, đọc thế nào cũng được nhá. Coin tức là đồng xu. Rồi tiếng Anh là Thoncoin, tiếng Việt là đồng tôn hay là đồng tôn coin tùy. Rồi, ở đây nó báo là chúng ta đang chưa có một cái quảng cáo nào. Thì chúng ta hãy bắt đầu chạy chiến dịch này. Đấy. Thì ví dụ đây là cái tiêu đề của quảng cáo, cái tiêu đề của quảng cáo, được chưa? Đấy. Tất cả cái quảng cáo của Telegram nó chỉ nằm trong một cái trang này thôi. Vèo cái là xong. Không có nhắm chọn phức tạp như Google, không có nhắm chọn phức tạp như Facebook hay là TikTok. Vâng. Đấy thì các bạn, cái phần ad title tức là tiêu đề của quảng cáo các bạn viết vào đây. Và nó cũng bị giới hạn bởi số lượng ký tự. Rồi. Phần ad text tức là cái phần nội dung quảng cáo mình sẽ hiển thị, ví dụ như là choice, đúng không, hay trading coin with gì đấy, PAM công ty tôi đi đấy, hay là makes a huge profit with PA marketing papapapap. Thì cái nội dung này nó sẽ hiển thị trong cái tin nhắn mà nó chèn quảng cáo ở trong kênh. Ok nhá. Thế thì tiếp tục là URL you want to promote, URL tức là cái phần đường link, tạm dịch tiếng Việt mình hay gọi là link, đường dẫn một cái kênh nào đó mà mình muốn quảng cáo. Thí dụ như là đây, các bạn có thể sử dụng cái kênh thì nó sẽ ra ảnh của tôi. Kênh của Telegram thì nó có địa chỉ dạng là t.me, tiếng Anh đọc là mi đấy, t.me sược cái username của mình. Cái username này các bạn phải vào profile của Telegram. Và profile của Telegram là vào đâu? Mở Telegram lên. Đây. Vào profile. Đấy, vào profile. Thế xong đó thì thiết lập cái username này lên. Thiết lập cái username này lên thì nó sẽ ra cái đường link này là t.me sược username của bạn. Rồi tình trạng, đúng không? Initial status tức là cái tình trạng ban đầu của nó. Thì mình để active tức là để hoạt động đi. Rồi, đấy, mình có thể là set end date tức là đặt cái chiến dịch ngày kết thúc. Set end date là đặt chiến dịch cái ngày kết thúc cho nó nếu như mà mình muốn đặt. Còn không thì mình cứ để, mình không đặt thì mình chiến dịch nó sẽ chạy mãi cho đến khi mình hết tiền, hết ton. Ok. Còn chẳng hạn mình chạy 5 ngày thì mình đặt 5 ngày vào đây. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2024. Được chưa? Thế ví dụ mình đặt 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình đặt đến chủ nhật. Đấy. Hay là mình đặt 10 ngày. 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình đặt 10 ngày. Ví dụ thế. Ok. Còn không thì mình cũng không cần. Remove đi. Xong. Đấy. Rồi chọn Add Schedule. Tức là lịch trình chạy quảng cáo. Ad tức là ở đây là advertising, đúng không? Schedule tức là cái phần mà
mình tạm gọi là cái lịch trình, cái cách mà mình chạy, nó là chạy thường đều đều đều, đều hay là chạy theo khung thời gian. Nếu mà chạy theo khung thời gian thì cái này giống Facebook, giống TikTok thôi. Tức là một tuần thì có 7 ngày. Đây 7 ngày đây. Một ngày có 24 giờ. Thế ví dụ như mình chỉ muốn chạy vào những cái khung này thôi. Thì những cái khung mà ô trắng quảng cáo sẽ không chạy, mà nó chỉ chạy những ô xanh. Các anh chị hiểu ý chưa ạ? Còn nếu không thì thôi, mình không phải chạy như thế. Ok. Lịch trình có nghĩa là gì? Chạy tập trung vào cái khung giờ đó. Ví dụ thứ hai mình chạy từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Thứ ba mình chạy từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Thứ bảy chủ nhật thì mình chạy từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Thí dụ thế, do mình chọn. Thì mình sẽ chọn là run this as on schedules. Vâng, as the information, tức là những cái thông tin khác mình có thể điền thêm vào. Đấy. Và những người xem thì họ có thể đọc thêm thông tin. Và lời khuyên là mình cũng nên sử dụng. Tại vì cái lượng tin nhắn, cái lượng ký tự mà chúng ta viết ở đây nó rất là ít. Đấy. Ví dụ như là chúng ta viết ở đây tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy vào thị trường nhé. Đấy là run telegram at with Phan Anh. Ok. Rồi. Chúng ta chạy một chiến dịch Telegram với Phan Anh. Tôi ví dụ thế thôi. Thế thì trên này thì phải sửa đúng không? Trên này đến lúc trước mình làm giả vờ là trading coins thì bây giờ mình gọi là gì? Run successful run Telegram đi. Ví dụ thế. Xong rồi, đến đây. Bây giờ mình có muốn nhắm chọn vào một cái kênh Telegram cụ thể hay không? Đấy, cụ thể là thế nào? Target specific channels, tức là hãy nhắm vào một kênh Telegram cụ thể. Vậy thì mình phải có kênh Telegram cụ thể. Ví dụ, mình sẽ nhập vào đây là t.me/bitcoin. Đó. Thế thì những cái người mà đang nằm ở trong cái kênh có tên là t.me/bitcoin này, ví dụ như là nó có khoảng 200.000 thành viên, thì có thể nhìn thấy quảng cáo khi mà họ vào Telegram và họ xem tham gia các nhóm. Đấy, họ tham gia những cái nhóm như thế này thì họ có thể nhìn thấy cái quảng cáo của chúng ta. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể add thêm nhiều các cái kênh khác nữa, đúng không? Ví dụ như t.me, mình muốn đánh vào một cái gì đó thì mình phải có cái kênh cụ thể, đúng không? t.me, t.me, Bitcoin rồi thì bây giờ ví dụ như làm Toncoin, xem có không ạ? Đấy, Toncoin có luôn. Rồi, CPM, Inton, CPM, Inton, tức là gì? Đầu tiên chúng ta phải hiểu là CPM ở đây là cost per mile, tức là giá tính trên 1.000 lượt hiển thị. Vâng, và CPM inton tức là giá tính trên 1.000 lượt hiển thị được thanh toán, được tính bằng đồng ton. Nhắc lại này. Telegram không dùng Visa, không dùng Master, không dùng Momo, VNPay tại Việt Nam. Đấy, và không dùng Visa Master tại thế giới. Mà nó lại sử dụng một đồng tiền kỹ thuật số duy nhất do Telegram chỉ định, đó là đồng ton. Được chưa ạ? Thế còn có thể sau này, những cái video về sau này, các bạn bảo không, bây giờ nó cho phép chạy rồi thầy ơi, hay là nó không dùng đồng ton nữa, nó dùng rất nhiều đồng khác, thì đó là tính thời điểm của hệ thống.
Còn bây giờ, đúng không ạ, tháng 8 năm 2024, tôi đang hướng dẫn trực tiếp cho các anh chị thì nó chỉ có thế này thôi. Ok nhá. Cho nên cái này cái khó là ở cái chỗ là mình phải đi mua đồng ton. Mua đồng này khá là khó lằng nhằng, vì đồng này nó cũng không phổ biến. Mua trên các sàn giao dịch của coin cũng hơi lằng nhằng một chút. Đấy, bí quyết của nó chỉ có thế thôi. Được chưa? Rồi, thế thì mình có thể đặt. À, chúng ta lưu ý này, hiện nay đồng ton nó đang hiển thị đây này, các bạn đang nhìn thấy này. Giá của nó, đây mình đưa về một đồng đi cho nó dễ. Một đồng ton hiện nay có giá khoảng 6,12 euro. Giá này là thị giá nhé. Thị giá là sao? Thị giá tức là có thể ngày mai nó xuống 5 euro, ngày kia nó lên 10 euro, tôi không thể biết được. Đấy. Thì giá ngày hôm nay nó sẽ tương đương với khoảng 180.000 đến 190.000 một đồng ton. Và nếu mà các anh chị là những cái dân chơi coin, trade hoặc là hold coin thì các anh chị có thể cân nhắc về việc là mua một ít ton để lưu, để hold cũng rất là ok. Bởi vì hiện nay thì đồng ton này đã tăng giá rất nhiều so với một năm trước. Một năm trước khi mà tôi làm cái video này thì nó còn chưa đưa đồng ton vào. Chưa đưa đồng ton vào. Đấy, nó bắt phải nạp bằng đồng euro. Nhưng mà không nạp được vì đấy là bản gọi là demo. Còn bây giờ nó là bản beta, tức là bản chạy thử. Đó. Thế thì ví dụ như một CPM thì hiện nay tiền Việt mình sẵn sàng trả khoảng 10.000. 10.000. Thế thì mình chỉ nên trả vào đây khoảng tầm 0.1 hoặc là 0.05 ton thôi. Hiểu vấn đề chưa? Mình phải đổi sang tiền Việt. Một CPM tức là 1.000 lượt hiển thị mình sẽ trả bao nhiêu tiền. Đổi ra tiền Việt thì mình trả khoảng 10.000 là cao rồi. Đấy. Mà nếu mà làm 10.000 thì nó phải là 0.05 ton. Đấy. Còn nó rơi vào 18 đến 19.000 nếu mà là 0.1 ton. Ok, hiểu vấn đề chỗ này chưa? Đây là giá trên 1.000 lượt hiển thị. Thế còn chạy bao nhiêu ton thì nó là ở dưới này. Initial budget in ton. Initial budget in ton tức là giá, tức là tổng ngân sách cho chiến dịch là bao nhiêu ton. Nhớ này, là một ton thị giá ngày hôm nay là khoảng 6,12 euro, ok. Đấy, thì mình đặt đây 5 ton, 10 ton là do mình chạy nha. Daily views limit per user, tạm dịch là số lần xem tối đa mà một người ở trên Telegram có thể nhìn thấy theo ngày. Đấy. Daily là ngày, views là lượt xem, limit là giới hạn, per là trên và user là người xem, người sử dụng. Thế dịch là giới hạn số lượt xem trên một người sử dụng. Đấy. Ví dụ như là mình muốn cho người ta xem nhiều thì mình chọn 4. Mình muốn người ta xem ít thì chọn 1. Mà mình muốn xem 2 lần một ngày cho nó nhớ nhiều hơn thì chọn 2. Tóm lại chỉ có 1, 2, 3, 4 tùy bạn chọn. Theo tôi thì nên chọn mức 2 hoặc 3 là đẹp. Thế còn muốn ban đầu muốn hiển thị nhiều thì chọn mức 1 thì nó sẽ không lặp lại. Nó sẽ đẩy đi cho người khác nhiều hơn. Đấy. Đây là cái mức mình sẽ chi, đúng không? Cho cái chiến dịch của mình. Đấy. Thế còn cái hàng ngày mình muốn chi bao nhiêu? Thí dụ như là mình muốn chạy chiến dịch này, mình muốn chạy cả một cái chiến dịch. Thì mình sẽ chạy là 100 ton và mỗi ngày mình chi 10 ton. Thế thì chỗ này đây là có 3 cái chỗ hiển thị về ton. Thì giải thích nhá. Đây là đơn giá cho 1.000 lượt hiển thị mình muốn trả là bao nhiêu. Mình đặt là 0.1 ton. Initial budget in ton tức là tổng ngân sách mình muốn chi là bao nhiêu. Mình đặt là 100 ton. 100 ton bây giờ nó tương đương với khoảng độ 18 triệu. Đấy, và mỗi ngày mình chạy bao nhiêu thì mình chạy 10 ton. Nó tương đương với khoảng 1.8 triệu. Hiểu vấn đề chưa? Thế mình muốn ít hơn thì mình bớt đi thôi. Chẳng hạn như mỗi ngày các bạn chạy thử 1 triệu Việt Nam đồng. 1 triệu Việt Nam đồng bây giờ nó tương đương với khoảng độ 22 ton. 10 ton là... À nhầm, nó tương đương với 12 ton, tôi nói nhầm. 1 triệu Việt Nam đồng thì nó tương đương với chắc là đến khoảng độ 6 ton thôi. 6 ton.
chạy vào đây 6 ton. Thế mình chạy thử khoảng 10 ngày thì mình đặt vào đây là 60 ton. Vâng. Hơi lằng nhằng một chút bởi vì từ ton mình lại đổi sang tiền Việt, xong từ tiền Việt mình lại đổi sang ton, nó hơi lằng nhằng một chút. Ok. Và lưu ý về về thị giá nhé, thị giá. Thị giá tức là giá thị trường. Xong rồi. À, đến đây thì mình bấm vào cái nút là I have a read and agree with này. À, tôi đồng ý. Và tôi sẽ bấm create ad. Create ad đúng không? Bấm tạo. À. The balance is too low. Vâng. Ở đây nó báo là tài khoản của mình không đủ, quá thấp đúng không? Tức là vì mình thực ra là mình không có tiền. Đấy. Thế mà mình lại bấm ở đây là không bấm được. Thế bây giờ mình phải add funds, tức là mình phải nạp tiền vào. Tạm dịch là nạp tiền vào. Đấy. Thế thì nạp tiền vào thì nó rất là phức tạp ở chỗ này, đấy là chúng ta phải add cái đồng ton. Đấy, chúng ta phải add cái đồng ton này, mua đồng ton này. Đấy. Mua qua đâu? Mua qua ví Telegram, mua qua ví ton, ton wallet, my ton wallet, ton keeper. Đấy, rồi thì có thể là mua trên một số cái sàn giao dịch nhỏ như là OKX hay là một số những cái sàn mà ton họ chỉ định, chứ còn không phải sàn nào cũng có. Mà mua trên sàn mà không phải do ton chỉ định không mua được, bởi vì nó vướng cái memo, nó liên quan đến cái kỹ thuật về ví và kỹ thuật về chuyển tiền kỹ thuật số. Đấy. Thì chúng ta có thể mua qua thẻ tín dụng, bằng cách thanh toán qua thẻ tín dụng, mua qua bank card, tức là các loại thẻ đấy, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, mua qua peer to peer, tức là giữa những người giao dịch trên cộng đồng họ giao dịch với nhau, nhưng cũng khá là rủi ro, và mua trên sàn. Đấy là ba cái cách mua, nhưng mà tương đối là lằng nhằng. Đấy, tương đối lằng nhằng. Đây, pay for Telegram S, tức là chúng ta phải thanh toán cho Telegram bằng cái đồng ton, bằng cái đồng ton này. À, chúng ta sử dụng ví của Telegram, Ton Keeper, My Ton Wallet và có một cái nữa là Ton Wallet. À, thế bây giờ mình phải tải ví về, rồi bắt đầu có ví rồi thì mình bắt đầu phải vào sàn mình mua hoặc là mua peer to peer. Thì phần này khá là phức tạp, phần này khá phức tạp nhé các bạn nhé. Ngoài ra thì Telegram thì cũng có những cái tính năng, ví dụ như là sử dụng Telegram Premium, tức là bản nâng cấp, bản nâng cao phải trả phí, hoặc là mình muốn tặng quà thì mình cũng có thể mua cái gói gift away. Đấy, thì tất cả cái này đều dùng đồng ton, hoặc là ở trên điện thoại thì các bạn có thể sử dụng Apple Pay để thanh toán. Vâng. Thế thì quảng cáo ton thì khá là dễ, về mặt thao tác tôi vừa hướng dẫn thì nó khó, nó có khó hai điểm thôi. Điểm thứ nhất là khó chạy và khó đo lường. Khó đo lường, không biết là hiệu quả như thế nào. Đấy. Chiến dịch nó khá là phập phù, cái đấy phải có kinh nghiệm. Và thứ hai là rất khó mua đồng ton và canh giá như thế nào, rồi đặt được số lượng đồng là bao nhiêu. Ok. Thì tôi vừa hướng dẫn sơ bộ cái các bước thao tác cơ bản cho một chiến dịch về Telegram Ads. Và nếu các anh chị và các bạn công ty hoặc là doanh nghiệp hoặc cá nhân, các anh chị các bạn ở trong nước, ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài, đấy, có thể là ở một số các cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là ở các nước châu Âu, hay là ở quốc tế bất kỳ, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi. Tôi sử dụng tiếng Việt tốt, tiếng Anh tốt, không có vấn đề gì cả nha. Nếu mà tiếng Việt thì càng thuận lợi, tiếng Anh tôi xài được, không vấn đề gì, thì hãy vui lòng liên hệ với tôi qua email là phananhonline@gmail.com, phananhonline@gmail.com là email của tôi, hoặc là Zalo là 0989623888, Telegram của tôi thì là phananhonline Telegram @phananhonline. Thế nhưng mà thường là phải gọi, tôi ít online trên Telegram lắm. Đấy, hoặc là Facebook của tôi là facebook.com/phananhonline. Vâng, tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Xin cảm ơn. Xin chào.